Trên sóng của On Sport phát ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về công việc của huấn luyện viên Chu Xie, người thay thế chiến lược gia Hàn Quốc dẫn dắt U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. "Tôi chỉ xem kết quả của giải giao hữu U23 Doha Cup. Là cựu huấn luyện viên trưởng nên tôi không thể nhận xét về kết quả hay đội tuyển do người khác đang dẫn dắt. Tôi chỉ muốn nói rằng huấn luyện viên Chu Xie cần thời gian. Các cầu thủ cần phải có thời gian để làm quen với sơ đồ, chiến thuật và cách vận hành của huấn luyện viên mới. Kết quả có thể không tốt nhưng chúng ta cần phải kiên trì. Theo tôi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và phía huấn luyện viên đã có những kế hoạch và tính toán riêng. Cách đây ít lâu khi còn thủ biên chế PVF và lên cộng tác với VFF, huấn luyện viên Chu Xie cũng đã nhiều lần làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang-seo về bóng đá trẻ. Rất cẩn trọng và mang ý vun vén khi nói về huấn luyện viên Chu Xie, tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo cũng lưu ý một điều về chiến lược gia người Pháp. Đây thực tế cũng gần như là điều lấn cấn hiếm hoi mà giới mộ điệu bóng đá Việt Nam để ý khi VFF nên duyên cùng huấn luyện viên đẳng cấp thế giới xứ Lục Lăng. Tôi với huấn luyện viên Chu Xie chắc chắn khác nhau, mỗi người có một triết lý và cách quản lý khác nhau. Chúng tôi trưởng thành trong những môi trường bóng đá khác nhau. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi, tuy nhiên điều ông ấy cần là thời gian để thích ứng vì đã lâu không làm công tác huấn luyện. Ở Doha Cup 2023 vừa rồi, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xie đã đổi mới cách chơi sang kiểm soát bóng, tấn công dù gặp các đối thủ mạnh hơn. Theo đó, đội đã có liền 3 thất bại mà nặng nề nhất là thua 0-3 trước U23 Iraq, 0-4 trước U23 UAE.